thôi. Chào tất cả các bạn nha. Mình tới được địa phận Cà Ná rồi mấy bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái con đường ven biển Ninh Thuận, Vịnh Vĩnh Hy. Mình trong chuyến hành trình đi về Quy Nhơn của mình thì đây làng Cà Ná 5 cây số. Thì mình không đi theo quốc lộ 1, khu du lịch ven biển Cà Ná Mũi Dinh 5 cây số. Mình không đi theo quốc lộ 1 nha mấy bạn. Mình sẽ đi thẳng đi theo cái đường ven biển. Khi mà rẽ vô đây thì mình tìm hiểu thì có hay có mấy chốt công an giao thông ở trên này. Đường này sẽ dẫn mình tới cái đoạn đường ven biển. Mới nói bên tay trái cũng có xe kìa. Sau lần nào đi cũng mình xem video là thấy toàn là cái hai bên là cánh đồng muối mấy bạn ơi. Ở đây người ta sẽ dẫn nước biển đi vào những cái ruộng nè. Thì sử dụng nắng, ánh nắng sẽ làm khô muối. Sau đó người ta sẽ cào và đem về sơ chế, là giống như là gì ta, lọc ra những muối sạch, muối dơ ra. Mình đang bắt đầu cái hành trình là đường ven biển Ninh Thuận nha mấy bạn. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm hết luôn, từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh luôn. Mặc dù quãng đường nó xa, đường nó vắng, tốn thời gian, nhưng mình phải trải nghiệm một lần trong đời. Đó, trước mặt mình là những ngọn núi nè. Mình sẽ đi xung quanh những cái ngọn núi này nha. Wow, đẹp quá mấy bạn ơi. Cảng cá trước mặt mình là cảng cá Ninh Thuận nha mấy bạn. Cảng cá Cà Ná nha. Quá là đẹp luôn. Biển trong xanh này giống như là cái bờ kè ha, giống như một cái bờ kè ở đâu ta, ở Lộc An nè. Quá là đẹp. Đoạn đường hay sạt lở đất đá. Thì đi vào trong con đường này thì mình thấy đường nó vắng quá bạn ơi, ít xe quá. Giờ đang là trưa nắng nữa, đồi núi đất đá không à, nhìn nó sợ sợ, nhìn nó hoang sơ. Hy vọng mình đi vô con đường này thì không gặp vấn đề gì hết. Cầu mong mọi sự bình an. Trong này là bò dê không mấy bạn ơi. Biển mấy bạn ơi, biển trong xanh quá. Sau này mà cái cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo mà vào hoạt động thì mình nghĩ dân Sài Gòn sẽ đi về đây chơi nhiều á. Điểm dừng chân mấy bạn ơi, mát quá. Đây là cái điểm dừng chân nè. Mình rời điểm dừng chân để mình tiếp tục cái hành trình của mình mấy bạn ơi. Thì quãng đường Vĩnh Hảo là 100 cây. Mình tranh thủ đi, tại giờ là 10 giờ kém 15 rồi. Biển đẹp quá mấy bạn ơi. Đây có người chụp hình giùm đó. Đường thì ôm
cua theo cái sườn núi nên chữ 35 cây số. Đi đâu đó tầm 40 cây nữa mình sẽ về tới điểm khu dân cư mình nghỉ ngơi, mình ăn uống. Chắc mình đi luôn chứ mình không dừng mất thời gian. View đẹp quá thật sự. Nếu mà có điều kiện thì các bạn nên trải nghiệm thử một lần. Đường ven biển Vũng Tàu mình đi rồi, Bình Thuận, đoạn Bầu Trắng, giờ đến Ninh Thuận. Và sau này có điều kiện mình sẽ đi đoạn Phú Yên và Bình Định. Sự mà nói là quá đẹp mấy bạn à. Mà ở đây thì thời tiết nó khô cằn quá. Mình chỉ trải nghiệm cái con đường ven biển thôi chứ cũng chưa có trải nghiệm là xuống những cái vị trí này để tham quan. Mới 10 giờ. Mũi Vinh 10 cây số nữa. Thật sự do cái pin và thẻ nhớ của mình không đủ chứ mình mà đủ là mình cũng quay hết cái hành trình này luôn á, quay hết cái con đường này luôn cho mấy bạn coi á. Mình chỉ quay một đoạn thôi. Biển mênh mông, trong xanh. Nay được cái là trời nắng. Khung cảnh đẹp mấy bạn ơi. Những khúc cua, khúc tầm nhìn này mình ráng tập trung nè. Mặc dù là đoạn đường ít xe nhưng mà không được chủ quan. Đây người dân ta làm gì ta? Đánh bắt cua hả? Dê thì chắc có người thả dê ở đây rồi. Còn cái xuống dưới là câu cá hả? Câu cá bắt hải sản hả ta? Bạn ta có bạn nào ở khu vực này cho biết người dân hay làm gì ở khu vực này không? Thời tiết khô cằn quá. Nắng nóng, rát, gió. Đẹp quá mấy bạn ơi. Sự mà nói là quá đẹp. Ủa cũng có nhà ở đây nè ta. Cũng có người dân sinh sống. Vậy công việc của người ta ở đây làm gì ta? Ngoài việc chăn dê,
mô tô, mô tô, chăn dê, chăn bò, câu cá hả, đánh bắt hải sản hả. Quá đã, quá tuyệt, quá đẹp luôn mấy bạn ơi. Đây có dê, quá nhiều dê, đúng là dê sống được cái thời tiết này, thời tiết khô cằn, nắng gió. Mình chuẩn bị đi qua đoạn Mũi Vinh mấy bạn ơi. Khung cảnh quá là đẹp, thật là đẹp. Tương lai chỗ này mở những cái resort là thôi rồi. Mũi Vinh, hải đăng Mũi Vinh. Gửi xe đi vô. Hải đăng Mũi Vinh à, cái mũi ra biển. Hồ nước này giống như là bầu trắng Phan Thiết. Ở đây có Ninh Thuận. Ồ, dê kìa, dê trắng. Ở cù chứ cù, cái này cù mà. Đoạn núi thì biển thì dê, còn đây là cù, lông cù. Ở đây là có cái những cái khu du lịch nè, phường Phước Vinh, Ninh Thuận, đồi cát. Ồ, cát mịn đã quá ta. Này giống như là ở Mũi Né, Mũi Né Phan Thiết, đồi cát. Giống như mình đang đi trên con đường màu trắng vậy ha. Những con đường ven biển mình thấy nó đều na ná giống, hao hao giống nhau. Có cát, có đồi cát, biển, gió, nắng. À, bạn nào ở Phước Vinh nên chữ cho mình hỏi cái là ở đây người ta phơi cái gì dọc đường nhiều quá ta, mình không biết luôn á. Còn cái này là gì ta, cánh đồng pin năng lượng mặt trời hả. Còn xa xa là những trụ điện gió nè mấy bạn ơi. Wow, nhìn nó đã quá. Ở đây thấy bò, xương rồng, xương rồng, quá chừng xương rồng luôn. Cái này cánh đồng điện mặt trời nè. Đây có không biết có bạn nào xem video đang ở Ninh Chữ không ta? À, Phước Vinh chứ. Qua biển kìa. Gió quá. Mình dừng lại cũng hơi khó khăn. À.
biển nhìn đã quá các bạn ơi. Xa xa là biển, tàu. Những chùa điện gió rất gần các bạn ơi. Wow, cối xây gió nè, nhìn hoành tráng quá. Mình đứng đây mình chụp hình hơi bị view, hơi bị đẹp luôn á. Wow, phía xa xa là biển nha mấy bạn. Mình đang đi qua cầu An Đông nha mấy bạn. Này, cầu này bắt qua giống như là cái cửa biển nè, giống như ở Long Hải nè. Cầu An Đông thì bây giờ có hai hướng, một là mình rẽ ra thành phố Phan Rang, hai nữa là mình sẽ đi về theo đường ven biển đi Vịnh Vĩnh Hy, đi theo đi ra đường ra Cam Ranh luôn. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Mình đang đi ra hướng quốc lộ 1A Cam Ranh mấy bạn ơi. Cho bạn xem mà, Vịnh Vĩnh Hy nè. Wow, nhìn khung cảnh rất là đẹp mấy bạn ơi. Thật sự mà nói là quá là không có một từ ngữ nào diễn tả nổi, đẹp. Sau này có điều kiện mình sẽ quay lại đây, mình đi trải nghiệm du lịch. Wow, tuyệt đẹp mấy bạn ơi. Vịnh Vĩnh Hy, Vịnh Cam Ranh, quá đẹp. Chà, mình sẽ đi qua cái mũi bên kia luôn kìa. Đó, đảo Bình Ba, Bình Tiên. Wow, đây làm gì ta? Đẹp 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 đẹp. Wow. Ui, mình sẽ đi theo cái con đèo đó, đi xuống muốt dưới kia luôn mấy bạn ơi. Đi vọc quành qua bên kia luôn. Quá là đẹp. Wow.
Đây là cái điểm dừng chân cho mọi người tới đây chụp hình nha các bạn. Đây, các bạn thấy con đèo không? Đó đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống đó bằng con kia để đi ra ngoài quốc lộ 1A. Qua quá là đẹp luôn mấy bạn ơi. Điểm dừng chân này có cái view quá đẹp luôn mấy bạn ơi. Giờ mình đang sổ đèo để đi ra quốc lộ 1A. Sau này mà có điều kiện thì mình sẽ dẫn gia đình mình đi, vợ con mình ra ngoài này chơi. Check in. Ngày xưa là mình chỉ được học trên địa lý thôi. Sách vở địa lý thôi. Nay có dịp được trải nghiệm thực tế. Dọc đây đa phần có mấy cái điểm check-in, mấy điểm dừng chân nè. Mấy bạn mình là ôm cua này, là ôm cua bậy bạ bậy đó nha, là sai nha. Nó bị hố cua nó. Wow. Đẹp quá là đẹp. Này bay live cam hoặc là có người cầm cái điện thoại quay. Đây. Hồi nãy mình đứng ở trên kia, bây giờ mình đi xuống dưới nè. Wow, máy xúc mini hả? Wow, đẹp quá. Nói chung mà không có từ ngữ nào miêu tả về vẻ đẹp ở đây luôn á. Biển ở đây nó trong xanh. Nhưng mà biển này không tắm được nha các bạn. Này có độ sâu. Muốn tắm là phải ra bãi bãi cát. Nhìn cũng rác không ta. Rác mà vẫn trong xanh. Thật sự mà nói cái con đường này quá là đẹp, view biển quá là đẹp luôn mấy bạn ơi. Biển thì trong xanh nè. Đây là điểm dừng chân, mình sẽ đi theo cái con đường đó, men theo cái con đường đó đi qua bên kia đó, đi qua bên kia cho các bạn coi biển nè. Wow, biển xanh. Nhưng mà bãi này mình nghĩ là không tắm được, tại vì khu vực này đá không, nghĩ là chắc là nó sẽ có vực sâu đó.
Đúng là biển bao la mênh mông bát ngát quá bạn ơi. Đồi núi đẹp quá. Quá là đẹp. Mình tiếp tục hành trình thôi. Thật sự mà con đường này 100 cây số mà làm sao để quay hết cho các bạn thấy được cái vẻ đẹp thực tế của nó ta. Nếu mà đưa lên video mà có 5-10 phút thì không thể nào nói hết cái vẻ đẹp ở đây luôn á mấy bạn ơi. Thật sự mà nói là không nói hết được cái vẻ đẹp, diễn tả được cái nét đẹp hoang sơ. Lại thêm một điểm mà dừng chân check-in nữa. Ở đây có nhiều cô chú bán nước nè. Khu này khu Bình Tiên hay là Bình Ba ta? Bình Hưng. Bạn nào rành cái khu vực này comment cho mình mà biết rồi. Ồ, có ô tô nè. Ô tô xe đông lạnh chờ sẵn luôn ta. Lấy hải sản trực tiếp luôn hả? Đảo Bình Hưng. À, đây là cái khu vực đảo Bình Hưng nha mấy bạn. Giờ đi ra quốc lộ 17 cây. Mỗi nơi mỗi vẻ đẹp khác nhau mấy bạn ơi. Này bay lay cam hoặc là mình có điện thoại mình quay từ trên cao, mình cầm trên cao mình quay cho mấy bạn xem cái khung cảnh. Nhiều khi mấy bạn coi qua cái điện thoại hay qua tivi thì nhiều khi không thấy hết được cái vẻ đẹp thực tế. Thì mình nghĩ ở đây là phù hợp trải nghiệm, du lịch là trải nghiệm, khám phá. Chứ ở Sài Gòn hoặc là Vũng Tàu, Phan Thiết thì thấy nó bình thường quá rồi. Đà Lạt bình thường quá rồi. À, Đà Lạt thì khác nha, Đà Lạt lên rừng nha. Thời tiết mát mẻ nha. Còn mấy bạn muốn gió nắng thì đi biển. Mùa hè mà không đi biển thật là có lỗi với mẹ thiên nhiên hả? Một câu nói rất là hot trên TikTok.
giống như một cái chen. À dướng, dướng sao mình quay cho mấy bạn coi ta. Biết mấy bạn thấy không ta? Ở đây mà bạn nào ở đây mà sống ở đây mà làm YouTube về du lịch, quảng cáo du lịch, dùng cái lợi thế là cái vùng đất mình sinh sống mình làm. Chà, vừa quảng cáo du lịch cho địa phương, giới thiệu bạn bè quốc tế biết về vẻ nét đẹp, nét đẹp hoang sơ của địa phương mình. Một giờ 15 mà đang còn ngoài Cam Ranh, còn ngoài chưa vào nữa, Khánh Hòa nữa. Cái số nữa. Wow, đúng là thiên nhiên. Bạn xuống muốn xuống thôn Bình Tiên thì đi đường này nha. Quá là đẹp luôn mấy bạn ơi. Thật sự mà nói là cảnh quá là đẹp. Biển trong xanh. Thật sự. Này khu nghỉ dưỡng, resort khu nghỉ dưỡng. Này giống như là cái sân golf ha. Này là khu du lịch Bình Tiên nha mấy bạn. Nhìn rất là đẹp. Wow. Khu nghỉ dưỡng cao cấp luôn á. Khi nào mình có điều kiện thì mình sẽ trải nghiệm những cái dịch vụ nơi đây. Còn bây giờ là mình chỉ là trải nghiệm đi cho biết, biết đây biết đó thôi. Quá đẹp mấy bạn ơi. Khu này khu resort sân golf. Ồ, có Shopee vô đây giao hàng luôn đó ta. Hay vậy. Đơn hàng này không biết bao nhiêu tiền đây. Phí ship chắc có 40-50 ngàn. À, thêm một điểm dừng chân nữa. Thêm một điểm dừng chân nữa mấy bạn ơi. Sau này có điều kiện mình sẽ đi ngược lại. Từ Quy Nhơn vào Sài Gòn thì mình sẽ đi đường ven biển này để thấy được cái vẻ đẹp ngược lại của nó. Khu du lịch Bình Tiên, Bình Tiên Tourist Area, thôn Bình Tiên, hiệp kết. Rẽ trái, rẽ phải là khu thôn Bình Tiên. Hay. Việt Nam mình có quá nhiều là vẻ đẹp. Địa phận Khánh Hòa mấy bạn ơi. Địa phận Khánh Hòa rồi.
mình đang đi vào địa phận Khánh Hòa, chuẩn bị tới đường rẽ vào quốc lộ 1A, 8 cây số nữa. Tại sao con đường này lại làm bê tông và có chio ra? Tại sao những con đường dốc, đèo dốc lại làm cái đường bê tông này? Tại sao người ta không làm đường nhựa? Tại sao người ta không làm cái thảm nhựa? Mình đang sổ đèo. Mình đang sổ đèo mấy bạn ơi. Wow. Mình giống như là một cái hạt cát trong sa mạc ha. Chỉ là một giọt nước của Biển Đông ha. Mình quá nhỏ bé đi. Mình quá nhỏ bé đi. Việt Nam này có quá nhiều cảnh đẹp. Việt Nam này có quá nhiều vẻ đẹp. Ủa, con đường này đi đâu? Cái cầu này đi đâu? Cầu này đi đâu ta? Ôi, mình thật nhỏ bé quá mấy bạn ơi. Biển quá rộng lớn, quá là đẹp. Ồ, đánh bắt gần bờ ta. Này là giống như là cái cửa biển thôi. Quá nhiều là cảnh đẹp. Thật sự mà nói là có điều kiện các bạn nên trải nghiệm thử một lần. Thì tùy theo mỗi người, có điều kiện đi xa, không có điều kiện thì đi gần. Mình không có điều kiện, mình đi gần, tại sẵn là đường về nhà luôn thì mình trải nghiệm. Mình tới được quốc lộ 1A rồi mấy bạn ơi. Rồi. Vậy là mình đã hoàn thành xong đường ven biển Ninh Thuận mấy bạn. Và địa phận Khánh Hòa chào đón quý khách. Đây, địa phận Khánh Hòa. Welcome to Khánh Hòa. Rồi, chào anh em 79 nha.